ma trận bàn ghế chống gù, chống cận, loạn giá, vênh cả 5 đến 6 triệu đồng mỗi bộ. Đầu năm học mới, thị trường bàn ghế chống gù, chống cận lại sôi động với đủ chủng loại, giá cả, cùng sản phẩm tương tự, giá chênh nhau có khi cả 5 đến 6 triệu đồng. Chị Trần Phương Bình, Long Biên, Hà Nội lên mạng đặt mua cho con bộ bàn ghế thông minh được quảng cáo là chống gù, chống cận. Tuy nhiên, chỉ sau 30 phút tìm hiểu, chị choáng váng trước dừng thông tin về sản phẩm khi mỗi nơi niêm yết một giá, mỗi nơi quảng cáo một kiểu. Tôi thấy nhiều phụ huynh truyền tai nhau là bộ bàn ghế này tốt lắm, giúp con chống gù, chống cận khi ngồi học. Nghe bùi tai, tôi cũng định sắm cho con một bộ nhưng khi tìm hiểu mới thấy có nhiều vấn đề bất cập, cho nên tôi cần xem xét lại. Chị nói, chị Bình được hai nhân viên ở hai cửa hàng bán bộ bàn ghế chống gù, chống cận lớn ở Hà Nội tư vấn. Tuy nhiên, cùng một loại sản phẩm, mỗi nơi lại niêm yết một giá và đưa ra một công năng khác biệt. Tôi thấy hai bộ bàn ghế y hệt nhau nhưng một bên báo giá là 10 triệu đồng, còn một bên báo giá 14 triệu đồng. Tôi hơi băn khoăn nên qua sàn thương mại điện tử khảo giá thì thấy có gian bán bộ này chỉ có 9 triệu đồng, thậm chí có hàng còn bán 8 triệu đồng. Chị Bình kể lại, trên thị trường hiện nay, các loại bàn ghế học chống gù chống cận đa phần là hàng nhập khẩu, có nguồn gốc Trung Quốc. Để mua được một bộ bàn ghế chống gù, chống cận loại cao cấp, khách hàng phải bỏ ra 13 đến 18 triệu đồng, loại tầm trung 6 đến 12 triệu đồng mỗi bộ, loại rẻ dao động 3 đến 5 triệu đồng mỗi bộ. Nhân viên một cửa hàng bán bàn học thông minh ở Cầu Giấy, Hà Nội tư vấn, bộ sản phẩm này có thể dùng cho trẻ từ 6 đến 18 tuổi, do bàn và ghế có chức năng điều chỉnh độ cao linh hoạt nên có thể giúp chống gù, chống cận ở mọi lứa tuổi. Theo lời nhân viên, bộ bàn học giá 14 đến 18 triệu đồng khác với bộ 4 đến 5 triệu đồng là có gỗ dày hơn, gỗ càng dày thì càng chắc chắn nên có giá cao hơn. Trong đó, dòng cao cấp sẽ có nút bấm nâng hạ bằng thủy lực tự động, còn dòng thường thì bằng tay quay. Theo lời quảng cáo, thủy lực hiện được chia làm hai loại là thủy lực một phần và thủy lực toàn phần. Loại bàn học chống gù bình thường thì không có chức năng nào hoặc chỉ có một chức năng điều khiển bằng thủy lực, còn bàn học chống gù thủy lực chỉ áp dụng cho các mẫu bàn cao cấp và toàn bộ chức năng của bàn được điều khiển bằng thủy lực một chạm. Tuy nhiên, một người bán bàn học chống gù, chống cận ở Long Biên, Hà Nội lại cho rằng chức năng nâng hạ thủy lực là loại lỗi thời, không phải là giải pháp tối ưu. Chức năng nâng chỉnh bàn không phải là yếu tố chống gù, chống cận. Để sản phẩm có thể chống gù, chống cận là khi lắp đặt, người thợ phải dựa vào thể trạng của từng bé để điều chỉnh độ cao, còn chức năng tay quay hay thủy lực chỉ là phụ, không phải yếu tố quyết định. Cho nên nhiều cửa hàng lợi dụng điểm này để moi tiền của khách bằng cách vẽ ra những công dụng trên trời, người này khẳng định. Người này còn cho biết thêm, nếu khách có con trong độ tuổi 6 đến 12 tuổi thì nên mua cả bộ bàn cả ghế, còn trên 12 tuổi thì nên mua ghế để tránh lãng phí. Lý do là các bàn học dạng này đều được thiết kế với màu sắc, kiểu dáng phù hợp với trẻ nhỏ. Người ta cứ quảng cáo là phải mua cả bàn, cả ghế mới chống gù, chống cận là không phải. Tôi thấy chỉ cần mua ghế mà biết cách lắp đặt là có thể sử dụng công năng tương đương, người này khẳng định. Còn một cửa hàng bán bàn học thông minh trên đường Trần Duy Hưng, Hà Nội lý giải, lý do khiến các sản phẩm có giá chênh lệch, mỗi nơi một giá là nằm ở kích thước bàn chuẩn. Để làm ra một chiếc bàn full size, kích thước chuẩn, phóng viên luôn tốn nhiều chi phí nguyên vật liệu, phụ kiện và công làm hơn so với các bàn compact size, kích thước cần chuẩn, phóng viên. Ví dụ, một chiếc bàn học full size có chiều dài tiêu chuẩn là 1,2 mét, có mặt bàn là một mặt phẳng, còn compact size thì chỉ từ 1,1 mét, có mặt bàn là hai mặt phẳng ghép lại. Cửa hàng thông tin, từng mua bộ bàn ghế chống gù, chống cận cho con, chị Kim Ngân, Hà Đông, Hà Nội nhấn mạnh, trước khi mua, khách hàng phải tìm hiểu thông tin thật kỹ và đến những nơi uy tín, chứ không nên chỉ nghe quảng cáo. Nhà tôi có hai bé, một bé năm nay 6 tuổi, bé còn lại 12 tuổi, nhà tôi có hai bộ bàn, một bộ 4 triệu đồng, một bộ 10 triệu đồng. Tôi thấy chúng không khác nhau là mấy, đặc biệt là phần mặt bàn, bởi mặt bàn dòng này đều có chức năng tương tự nhau là tùy chỉnh nâng lên, đặt xuống và tạo độ dốc. Còn quan trọng nhất là vẫn nằm ở cái ghế, ghế mà chuẩn thì 70% là chuẩn, chị nói. Ngoài ra, chị Ngân còn khuyến cáo khách hàng không nên đặt order sản phẩm trên mạng mà nên đến nơi bán có cửa hàng, bởi có những sản phẩm trông thì tương tự nhưng nguồn gốc, chất lượng thì khác nhau nên mới có sự loạn giá, chênh lệch giá trên thị trường.